Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Tachaba.com. Và trong video này mình sẽ mở hộp và trên tay review cho các bạn về cái sản phẩm mà mình mua trên Tiki. Với cái mức giá mà lúc mình mua cái sản phẩm này đó là 8.000 và cái chi phí vận chuyển 9.000 nữa, và mình có áp mã giảm giá nên nó còn khoảng 15.000 nha. Cái giá hiện tại mình tham khảo là khoảng 54.000 một chai. Đó là cái về cái sản phẩm tinh dầu xả chanh Milaganis 10ml. Bây giờ mình sẽ tiến hành mở cái sản phẩm này ra và trên tay review cho các bạn nha. Nói đến 10ml thì các bạn cũng hình dung được là sản phẩm này nó khá nhỏ nha. Và được đóng hộp trong một cái hộp, mình thấy hộp này nó hơi lớn. Đây. Trong đây thì họ có một cái hóa đơn luôn. Tiki thì mua hàng lúc nào cũng có hóa đơn hết, các bạn nhìn đây. Tinh dầu xả chanh. Đây. Tinh dầu xả chanh đây. Và đây mình sẽ lấy nét cho bạn xem nha. Đó, tinh dầu xả chanh Milaganis 10L 8.000 đây, giảm giá còn 6.000, cộng phí vận chuyển là 15.000. Và cái sản phẩm của mình chỉ được ba lớn thôi nha. Bây giờ mình sẽ bỏ hộp này qua bên. Đây là cái sản phẩm của chúng ta. Thì cái cách mà niêm phong và đóng gói cái sản phẩm này thì mình thấy là đẩy số 2 nè, xả chanh. Và toàn bộ bên ngoài thì sẽ được viết bằng tiếng Anh hết. Theo mình nghĩ thì cái sản phẩm này họ sẽ được sản xuất cho cái thị trường, có thể là xuất khẩu chẳng hạn. Nên cái sản phẩm này mình thấy họ xuất khẩu nhiều, nên cái thông tin của họ cho mình thì mình thấy khá là ít tiếng Việt, toàn là tiếng Anh thôi. Bây giờ mình sẽ khui sản phẩm ra. Đây là cái sản phẩm của chúng ta. Nó có một cái tem luôn, bạn thấy không? Đây là cái tem. Cái tem này thì họ làm khá là kỹ. Cái tem này tem chống hàng giả. Mình hơi chảy ra một tí thôi. Đây là bên trong của sản phẩm. Và cái khu vực mà cái chai này họ chỉ để 10ml thôi, chứ họ cũng không có để vì thêm thông tin gì hết. Và để cái thương hiệu cũng giống như để tên tiếng Anh của cái sản phẩm tinh dầu này. Trên nắp hộp thì họ có in luôn cái lô, cái hạn sử dụng, cái ngày sản xuất trên đây. Còn bên trong hộp thì nó sẽ có một cái tấm giấy. Và tấm giấy này sẽ có về cái thông tin của sản phẩm này. Đây, cái tinh dầu xả chanh xoa dịu đây. Cái công dụng là chăm sóc da nè, giảm tiết nhờn, giảm mụn nhọt, mụn trứng cá, giảm đau cơ bắp, nhức đầu, cảm lạnh, mệt mỏi và căng thẳng, hỗ trợ củng cố hệ tiêu hóa và thanh lọc không khí, khử mùi, diệt khuẩn và diệt côn trùng. Thì cách sử dụng thì các bạn sẽ sử dụng cho cái việc xông hơi thì cho vài giọt tinh dầu vào cái dụng cụ phiến tán hoặc là đèn xông. Còn nếu mà massage thì cho vài cái sản phẩm lên cái nền dầu dừa hoặc là dầu nho, sau đó massage lên da nha. Mình sẽ bỏ qua bên. Đây là cái chai của sản phẩm và cái sản phẩm của chúng ta này. Trên thông tin chai thì chỉ có để gì thôi, chứ không có để thêm thông tin gì hết. Còn về cái sản phẩm của tinh dầu của Milaganis thì các bạn cũng đã biết, Milaganis là một cái thương hiệu đến từ Việt Nam. Họ sản xuất nhiều loại tinh dầu chứ không phải là tinh dầu xả chanh không nha. Từ xả chanh nè, hoặc là oran, hoặc là tinh dầu trà xanh, hoặc là tinh dầu chàm, chà, hoặc là bạc hà. Thì họ sẽ có nhiều cái sản phẩm với cái nhiều mức giá khác nhau, tùy theo cái kích thước cũng giống như là cái dung tích mà cái tinh dầu đó có, thì cái mức giá nó cũng sẽ khác nhau. Nên các bạn mua cái dung tích nó cao hơn thì đương nhiên cái mức giá nó phải cao hơn nha. Cái sản phẩm này là sẽ có 2 năm từ ngày sản xuất. Và tinh dầu của chất xả chanh Milaganis 10ml này thì sẽ có cái mùi thơm khá là dễ chịu. Thì mình cũng đã sử dụng rồi. Cái mùi thơm đặc trưng của cái tinh dầu này thì cho các bạn cảm giác là hương phấn nè và thoải mái. Thì cái tính chất của nó là chất lỏng và nó sánh, nó có màu vàng nhạt nha. Tinh dầu xả chanh này sẽ chế xuất từ 100% từ cây chanh và xả để cô đặt lại. Thì các bạn lúc mà sử dụng chỉ giỏ 1-2-3 giọt thôi, chứ đừng có giỏ nhiều. Tại vì cái chai này cũng khá là nhỏ. Cái nắp thì họ làm bằng nhôm luôn, mình thấy khá là tinh tế cho một cái sản phẩm của Việt Nam. Thì bây giờ mình cũng sẽ chuẩn bị nước nóng rồi, mình cũng sẽ có cái đèn xông tinh dầu này đây. Thì trong video trước mình cũng đã review cho các bạn, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn pha chế để các bạn có thể xông được cái đèn này nha, cũng giống như là kết hợp với lại cái chai tinh dầu này. Cái việc mà đầu tiên các bạn cần chuẩn bị đó là một cái đèn xông tinh dầu hoặc là một cái máy viết tán đại cái tinh dầu ra. Thì các bạn chuẩn bị hai thứ này, cái nào cũng được. Thì đầu tiên là các bạn dạng đèn, thì cái đèn này mình sẽ đã kết nối, thì bây giờ mình sẽ bị chịch điện, mình sẽ chỉnh điện lại nha cho nó lên. Và cái phần nước nóng thì ở đây nè, các bạn chỉ đổ khoảng 1/2 hoặc là 2/3. Ở đây mình sẽ đổ hơi ít một tí, mình đổ khoảng 1/2 ha. Còn về cái phần nước là phải nấu nóng lên các bạn nha, nước là phải nấu nóng lên cho cái nước của chúng ta khoảng chừng 60-80 độ. Còn các bạn sẽ dặn cái volume cho nó cao hết mức. Và các bạn sẽ bỏ khoảng 1 hoặc 2 tinh dầu này vào đây.
1, 2, 3 đó, các bạn sẽ bỏ khoảng 5 hạt 5 cái 5 giọt. Thì nếu mà các bạn cho khoảng 5 giọt như thế này thì các bạn sử dụng cũng im rồi, theo mình thấy khá là thơm. Vừa bỏ vào thì do nước nóng mà nấu trước nên các bạn đã có một cái mùi thơm khá là dễ chịu. Thì cái việc xâm tinh dầu là vậy thôi, cái căn phòng khoảng vừa và nhỏ thì các bạn bỏ cho khoảng chừng bao nhiêu, khoảng 4-5 giọt thôi để các bạn có thể sử dụng trong khoảng 2-3 tiếng đồng hồ. Và nhớ nha, tinh dầu này nó rất là tẩy nên các bạn hạn chế để vô những cái sản phẩm nào mà có màu sơn nha. Nếu mà nó lọt vào cái sản phẩm nào có màu sơn thì chắc chắn là nó sẽ bay hết. Tại vì sao? Tại vì mình cũng sẽ tắt cái đèn này đi, nếu mà bật lên á thì nó sẽ bị chá sáng và cái camera mình nó không có làm việc được. Thì giống như cái video mình đã hướng dẫn cho các bạn, giống như là review cho các bạn, cái link mà mua sản phẩm tinh dầu này mình sẽ để dưới phần mô tả video nha, hoặc là phần dưới bình luận, là các bạn có thể bấm vào đó và có thể mua sắm những sản phẩm tinh dầu này để sử dụng cho gia đình mình hoặc là sử dụng cho cá nhân của mình. Thì trong video này mình đã mở hộp và trên tay review cho các bạn về cái sản phẩm đó là tinh dầu xả chanh của Milagenix, với cái mức giá nó cũng khá là tiết kiệm, khoảng chừng hiện tại 54.000 cho 10ml. Nếu mà các bạn cảm thấy video này hay thì hãy bấm like, share và subscribe kênh tchba.com của mình. Một lần quên nhấn chuông để theo dõi những video mới nhất của mình nha. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Đừng quên nhấn subscribe và like kênh của mình nhé.